Bạn trẻ Gen Phạm ngày 24 tháng 6 năm 2022 đã nói đúng đấy quý vị. Bất tuân dân sự là lối thoát dễ dàng để làm chế độ Việt Cộng độc ác phải sụp đổ đấy. Quý vị hãy dựa vào điều 25 trong Hiến pháp, công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội. Biểu tình, quý vị đừng bao giờ tin vào việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định. 20 năm qua rồi, kể từ khi ra đời Hiến pháp 1992. Chế độ Việt Cộng vẫn chưa làm ra luật quy định về quyền tự do ngôn luận, chúng cũng chưa làm ra luật quy định về quyền tự do báo chí, quyền tiếp cận thông tin, quyền hội họp, quyền lập hội. Và quyền biểu tình, 20 năm rồi, 500 thằng gọi là đại biểu quốc hội, chúng trốn chạy, không thực hiện luật pháp cho quyền biểu tình. Tôi hiểu, đã nói đến quyền của công dân là công dân được quyền sử dụng thôi, làm gì mà đặt được luật pháp để cản trở quyền biểu tình của công dân được. Chẳng lẽ bây giờ 500 thằng đại biểu quốc hội đó phải đặt ra luật như sau: đi biểu tình phải thổi kèn đám ma, đi biểu tình phải mang theo trống, đi biểu tình chỉ được phép đi hàng 1, không được đi hàng 2, hàng 3, đi biểu tình không được la đờ mờ cộng sản, đờ mờ trọng lú, đờ mờ thằng bột ngọt, đờ mờ thằng phúc niễng, đờ mờ thằng hoa hòe, hoa huệ. Đi biểu tình không được mang theo biểu ngữ trừ chế độ Việt Cộng, đi biểu tình phải mang theo hình thằng gián điệp giặc tàu Hồ Quang Hồ Chí Minh và cờ đỏ sao vàng của giặc tàu Phúc Kiến. Tôi biết 500 thằng này chẳng bao giờ đặt ra được luật biểu tình, vì càng đặt ra luật chúng càng làm như những con khỉ ở rừng Trường Sơn, làm trò cười cho toàn dân mà thôi. Tôi tiên đoán, 100 năm nữa chúng nó vẫn còn treo cái luật biểu tình. Cảm ơn Gen đã đưa ra giải pháp bất tuân dân sự. Bất tuân dân sự nghĩa rất đơn giản là không tuân thủ những luật pháp và quy định của chế độ. Quý vị hãy thử làm một việc nhỏ này trước nha, như vận động vài 3 đến 5 gia đình hàng xóm cùng cho con em ta chúng ta ở nhà, không cho con em đến trường, đi học mà không cần phải đưa ra lý do. Trong khi đó có quá nhiều lý do như đứa trẻ bị nhồi sọ những điều không sự thật, học phí gia tăng, sách vở tăng giá, vi phạm hiến pháp, vi phạm điều 59, hiến pháp 1992. Trẻ em tiểu học không phải đóng học phí hay ở nhà giúp đỡ cha mẹ vì gia đình tôi khổ quá rồi. Khi quý vị làm được 3 ngày, quý vị sẽ thấy sự lan tỏa rất nhanh chóng, vì tôi tin rằng quý vị sẽ thấy được nhiều sự ủng hộ. Chế độ Việt Cộng chẳng làm gì được với quý vị đâu. Từ những việc làm nhỏ này, quý vị sẽ thấy không còn thấy khó khăn với việc không trả tiền điện, tiền nước, tiền thuế, nên nhớ là cùng vận động những bà con, hàng xóm cùng làm để thấy sức lan tỏa cũng như sức mạnh của dân. Quý vị hãy nằm lòng câu, dân là nước, chế độ là thuyền, nước đưa thuyền đi được thì nước cũng có thể làm lật thuyền được. Chúc quý vị thành công trong việc lật đổ chế độ độc đảng, độc tài và độc ác.